xong chưa? Xin lỗi chị, hồ sơ của chị hiện vẫn chưa giải quyết xong ạ. Cho đến hiện nay, người dân vẫn mất rất nhiều thời gian để đi làm các thủ tục hành chính. Chúng ta cần làm gì để cải thiện chất lượng dịch vụ công? Một công cụ khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ công qua hệ thống điện thoại được thiết lập mang tên Dân chấm điểm M-Score. Thưa quý vị, đoàn hình ảnh vừa rồi đã giới thiệu ngắn gọn về chủ đề mà tọa đàm ngày hôm nay bàn đến. Một giải pháp thiết lập cơ chế để người dân đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công và đẩy mạnh cải cách hành chính. Sáng kiến này có tên gọi là Dân chấm điểm M-Score. Và tham gia tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Bà Nguyễn Thanh Yên, điều phối viên dự án M-Score, tổ chức Oxfam tại Việt Nam. Và bà Đoàn Thị Hải Lý, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới, phụ trách bộ phận giao dịch một cửa liên thông thành phố Đồng Hới. Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia tọa đàm ngày hôm nay. Thưa quý vị, Dân chấm điểm M-Score là một sáng kiến mới của Trường Đại học Indiana, Hoa Kỳ và tổ chức Oxfam tại Việt Nam. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bà Nguyễn Thị Thanh Yên. Dự án M-Score, xin bà cho biết sáng kiến này có nghĩa là gì ạ? Dự án Dân chấm điểm M-Score là một cái công cụ chấm điểm cái dịch vụ công, dịch vụ hành chính tại các bộ phận một cửa thông qua dựa trên ý kiến của người dân. Dự án Dân chấm điểm M-Score thì đã được thực hiện tiên phong là tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Bình thì là tỉnh thứ hai thực hiện cái sáng kiến này. Dự án Dân chấm điểm thì cũng đã được chúng tôi kết hợp với cả bên Cục Cải cách Thủ tục Hành chính thuộc Bộ Tư pháp để có thể nhân rộng ra toàn quốc. Vậy thì mục tiêu của dự án đặt ra khi triển khai tại tỉnh Quảng Bình là gì ạ? Cái mục tiêu của dự án đó là nâng cao cái tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, cũng như là nâng cao chất lượng phục vụ tại các bộ phận một cửa cấp huyện tại tỉnh. Đây thực sự là một công cụ tốt để có thể cải thiện cái chất lượng dịch vụ hành chính công tại cấp tỉnh. Thưa quý vị, để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và thực thi quyền làm chủ của nhân dân, thì trong nhiều năm qua, nhà nước đã quan tâm đến giải pháp là cải cách hành chính. Và thực hiện cái chủ trương trên thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách và kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các thủ tục hành chính. Và sau đây mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một ghi nhận sau. Từ tháng 9 năm 2000, thành phố Đồng Hới đã triển khai mô hình trung tâm giao dịch một cửa. Tháng 11 năm 2008, Trung tâm một cửa liên thông của Ủy ban Nhân dân thành phố chính thức khai trương và đi vào hoạt động, đã tạo chuyển biến lớn so với mô hình một cửa cũ, thực sự đáp ứng được yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Đến cuối năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã công bố hơn 1.500 thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên website của các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. Ở các huyện, thành phố, thị xã đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang bị hệ thống máy tính và phần mềm quản lý dữ liệu hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tuy nhiên công tác này, nhất là việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Thời gian qua, vẫn còn có những đơn khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của cử tri gửi đến Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, thực hiện chính sách xã hội, tình trạng hồ sơ, thủ tục rườm rà, thực hiện trả kết quả chậm, buộc người dân phải đi lại nhiều lần, vẫn còn xảy ra. Theo luật mới nãy, luật đất đai mới nãy, họ làm ngắn gọn chứ không phải là cái kiểu mà cái hèn dây hèn mái đi. Em đồng ý là khách hàng đông chẳng hạn, cán bộ có người đi học có người ở nhà chấp nhận như rửa chẳng hạn. Có ví dụ chuyện đó xảy ra chắc là mình phải thông cảm, nhưng mà có thể trễ họ một ngày, hai ngày, ba ngày là được rồi. Đấy hèn một lần của họ để 10 ngày, 12 ngày lại là ai mà chịu nổi. Nói tóm lại là hy vọng là các ban ngành kết hợp phối hợp với nhau làm đang để tạo điều kiện cho dân họ giao dịch, nhưng là ở nên truy phân đất đai, nhưng mà các tất cả các bộ phận khác đừng gây phiền hà cho người đi làm. Đâu phải là một cái việc đi làm như thế, còn nhiều việc khác nữa, mà đâu phải là một người, còn nhiều người khác nữa. Và thưa bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, hiện nay chúng ta đang gặp phải những cái khó khăn, hạn chế nào trong công tác cải cách hành chính ạ?
Cái vấn đề tồn tại yếu kém này thì nó thường gặp, đó là thứ nhất là cái thủ tục hành chính đã được công khai, đã được giảm bớt nhưng mà vẫn còn rườm rà. Và có khi thì một vài nơi thì vẫn đưa ra những cái yêu cầu ngoài cái thủ tục mà đã công khai, công bố. Thứ hai nữa là cái cán bộ mà tiếp nhận thủ tục hành chính thì thiếu nghiên cứu và cũng thiếu cái kiểm tra, rồi thiếu hướng dẫn cụ thể cho người dân đến thực hiện các cái thủ tục hành chính, nên mà để cho người dân phải rồi yêu cầu phải bổ sung, phải chỉnh sửa và người dân phải đi lại nhiều lần, rất là phiền hà. Vấn đề nữa là cái thời hạn trả lời kết quả thường là kéo dài nhiều ngày hơn so với cái lịch hẹn. Và ở đặc biệt là ở những cái nơi xa với trung tâm huyện thì do chưa có cái sự liên thông giữa cấp huyện và cấp xã, cho nên cái việc thực hiện các cái thủ tục hành chính thì phải thông qua cán bộ xã. Điều này nó làm kéo dài cái thời gian cho cái quá trình thực hiện, rồi tăng chi phí cho người dân, chậm trễ và thậm chí có những cái thủ tục nhiều khi là hết cái hiệu lực thực hiện. Vâng, xin cảm ơn bà về những chia sẻ vừa rồi. Và thưa bà Đoàn Thị Hải Lý, gắn với hoạt động cụ thể ở trung tâm giao dịch liên thông một cửa thành phố Đồng Hới thì theo bà nguyên nhân của những cái hạn chế này là gì ạ? Thứ nhất đó là do thành phố Đồng Hới là nơi tập trung cái số lượng dân cư đông đúc, do đó cái nhu cầu của người dân về giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực như là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, rồi là cấp giấy phép xây dựng là nhiều. Do đó trong khi đó thì một số cái văn bản quy định về quản lý đất đai của nhà nước mình á, thì có thường xuyên là có cái sự thay đổi. Do đó trong cái quá trình giải quyết hồ sơ thì buộc phải phát sinh nhiều cái văn bản xin ý kiến hướng dẫn của các cái sở ngành chuyên môn cũng như cái sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh. Do đó mà cái tiến độ giải quyết hồ sơ là bị kéo dài. Thì một cái nguyên nhân khác nữa đó là do trong cái quá trình mà tiếp nhận thụ lý hồ sơ thì cán bộ của mình cũng còn có một số cái thiếu sót, do đó mà buộc phải bổ sung hồ sơ thì cũng gây ra cái tình trạng là kéo dài hồ sơ. Một cái nữa đó là cái sự quan tâm phối hợp giữa các cái phòng ban đơn vị chuyên môn với các cái địa phương thì cũng chưa chặt chẽ, do đó một số cái hồ sơ năng lực cán bộ tham mưu chưa phát huy hết cái khả năng của mình. Một số hồ sơ thì có vướng mắc nhưng mà lại không báo cáo kịp thời với lãnh đạo để có cái sự chỉ đạo tháo gỡ. Góp phần cải cách cả cái dịch vụ công thì dân chấm điểm sẽ khắc phục vướng mắc ở khâu nào thưa bà Nguyễn Thị Thanh Yên? Thứ nhất là cái vướng mắc đối với người dân thì từ xưa đến nay thì người dân khi mà làm bất cứ một thủ tục hành chính nào tại các bộ phận một cửa thì họ cũng đôi khi họ có những cái vướng mắc nào đó hoặc là thậm chí là bức xúc, nhưng mà họ không có một cái nơi nào hoặc một cái kênh nào để có thể phản ánh những cái ý kiến đó. Hoặc là đôi khi nếu mà họ có phản ánh với cán bộ thì họ cũng chắc chắn là họ sẽ lo là rồi có thể sẽ bị trù úm hoặc là những cái thủ tục của mình tiếp theo sẽ bị khúc mắc. Do vậy là cái dự án dân chấm điểm thì sẽ mang lại một cái công cụ để người dân có thể thực sự là phản hồi ý kiến của mình qua một kênh hoàn toàn độc lập. Người dân khi mà tham gia vào cái dự án dân chấm điểm thì các thông tin cá nhân của họ sẽ hoàn toàn được bảo mật, cho nên là họ sẽ không phải lo về cái việc là họ có thể bị gây khó khăn trong cái việc làm thủ tục của mình. Đối với cán bộ thì đây thực sự là một cái cơ hội để cán bộ có thể hiểu được rằng những cái gì từ xưa đến nay mình thực hiện phục vụ người dân thì nó còn có những cái gì mà người dân chưa hài lòng. Thì qua cái công cụ này thì cán bộ thực sự có thể nghe được ý kiến của người dân. Dự án còn tạo ra những cơ hội để những cái cán bộ một cửa họ thực sự có cơ hội để chia sẻ lại những cái khó khăn của mình đối với tỉnh cũng như là đối với lãnh đạo, thì đây thực sự là một cái công cụ để tỉnh có thể nhận biết được hiện trạng của các huyện cũng như tỉnh của mình ra sao, các điểm mạnh điểm yếu của cái lĩnh vực các lĩnh vực về hành chính của mình là ra sao, giúp cải thiện cái chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh. Vâng, xin cảm ơn bạn. Dân chấm điểm M-Score được thí điểm trước hết với lĩnh vực hành chính công tại tỉnh Quảng Trị, nay được mở rộng sang tỉnh Quảng Bình. Cách thức thực hiện khảo sát dân chấm điểm M-Score như sau: khi người dân đến làm thủ tục tại các văn phòng một cửa, họ sẽ được hỏi số điện thoại di động để liên lạc khi cần thiết. Tới ngày hẹn trả hồ sơ, thay vì đi lại nhiều lần,
người dân có thể ở nhà gọi điện trước xem hồ sơ của mình đã xong hay chưa, đồng thời để lại góp ý của mình về chất lượng phục vụ. Khi được biết người dân đã hoàn tất hồ sơ, tổng đài sẽ gọi điện hỏi người dân về chất lượng phục vụ dân của cơ quan được xong. Đồng thời để tiến tới giảm chi phí, sáng kiến giới thiệu dần việc người dân có thể chấm điểm qua trả lời tin nhắn. Số liệu được phân tích độc lập bởi chương trình sáng kiến Việt Nam thuộc trường Đại học Indiana và Trung tâm phân tích dự báo, trở thành thứ hạng giữa các huyện và chất lượng phục vụ từng huyện qua thời gian. Kết quả khảo sát sau đó sẽ được công bố qua tin nhắn điện thoại đến từng người dân và cán bộ công chức, qua báo chí, truyền hình. Bạn có thể xem toàn bộ thông tin này ở website chấm điểm.vn cũng như trên bảng tin tháng, là cơ sở thi đua khen thưởng giữa các đơn vị. Với sáng kiến dân chấm điểm mscore này, chúng tôi mong muốn chính quyền cảm thấy tự hào về chất lượng phục vụ dân được cải thiện, người dân cảm thấy tin tưởng hơn vào chính quyền. Thưa quý vị, chúng ta vừa xem một đoạn hình ảnh miêu tả cách thức hoạt động của dự án dân chấm điểm mscore. Và thưa bà Nguyễn Thị Thanh Hương, bà kỳ vọng những gì về tính ưu việt cũng như là cái sự tác động về mặt xã hội mà dự án mang lại? Về cái ý nghĩa về chính trị xã hội thì qua cái việc thực hiện này thì thấy rằng là người dân khi mà được cái thực hiện cái dân chấm điểm thì được cung cấp thông tin một cách đầy đủ, được hướng dẫn và được trao quyền giám sát, trao quyền đánh giá, được phát huy cái dân chủ và thực hiện cái quyền làm chủ của mình. Và còn đối với cơ quan nhà nước thì khi tham gia cái thực hiện cái dân chấm điểm thì rõ ràng là phải tăng cái tính công khai, minh bạch để nâng cao được cái chất lượng phục vụ của nhân dân, tạo được niềm tin giữa người dân với các cơ quan công quyền. Và khi mà cả người dân và cơ quan nhà nước đều đạt được hai cái mục đích này thì rõ ràng chúng ta đã tạo được một cái môi trường thực hiện các cái thủ tục hành chính thông thoáng, thuận lợi, minh bạch và hiệu quả. Và đó là chúng ta đạt được cái mục tiêu về cải cách hành chính, mà trong đó là cải cách thủ tục hành chính. Xin cảm ơn bà. Và ở cấp trực tiếp thực hiện thì với cái giải pháp này thì bà kỳ vọng như thế nào về cái sự thay đổi hay lợi ích mà mscore mang đến, thưa bà Đoàn Thị Hải Lý? Cái thông qua cái kết quả khảo sát về ý kiến đánh giá của người dân thì lãnh đạo thành phố sẽ thấy được những cái mức độ giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, những cái khó khăn vướng mắc. Từ đó lãnh đạo sẽ có những cái giải pháp để mà thúc đẩy nâng cao hơn nữa cái chất lượng giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính. Còn đối với cái cán bộ mà trực tiếp làm á, thì cái dự án dân chấm điểm cũng là một cái công khai cái thi đua về giải quyết thủ tục hành chính giữa các huyện, thành phố, thị xã. Do đó bản thân mỗi một cái cán bộ thì sẽ phát huy được cái năng lực, rồi phát huy cái trách nhiệm của mình, từ đó giúp đẩy nhanh cái tiến độ giải quyết hồ sơ, đáp ứng cái yêu cầu nguyện vọng của người dân. Và dự án dân chấm điểm sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới, và cái dự án này sẽ được triển khai như thế nào ạ, thưa bà Nguyễn Thanh Hương? Từ nay cho đến hết năm 2015 thì sẽ tập trung vào cái công tác chuẩn bị, đó là bao gồm cả cái công tác truyền thông, rồi công tác chuẩn bị về mặt kỹ thuật, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cái bộ phận giao dịch một cửa ở cấp huyện, thị xã, thành phố với các cái đơn vị khảo sát. Và sẽ bắt đầu từ tháng 1 năm 2016 thì sẽ chính thức khởi động cái việc khảo sát ý kiến đánh giá của người dân. Và cái kết quả khảo sát thì như chị Thanh Yên đã nói sẽ là sẽ công bố công khai và theo định kỳ hàng tháng, hàng quý. Và cái việc thực hiện này thì thực hiện trên địa bàn của 7 huyện, thành phố, thị xã, trong đó riêng huyện Quảng Trạch thì chưa thực hiện. Để triển khai cái dự án này một cách có hiệu quả thì như đã nói thì chúng tôi thấy rằng là thứ nhất là cần phải làm tốt cái công tác truyền thông để người dân người ta hiểu được cái mục đích, cái ý nghĩa và cái lợi ích mà dự án mang lại, và từ đó để họ tích cực tham gia vào đánh giá, vào chấm điểm. Người dân tham gia đầy đủ, đánh giá khách quan thì mới đảm và tin cậy thì mới đảm bảo là đem lại cái hiệu quả và thành công cho dự án. Trong quá trình thực hiện thì Hội đồng Nhân dân cũng phải các cơ quan liên quan cũng phải theo dõi, phải giám sát, phải đánh giá để mà kịp thời phát hiện những cái điều bất cập, kịp thời điều chỉnh
những cái vướng mắc, những cái khó khăn trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện. Thưa bà Đoàn Thị Hải Lý, thì tiếp tục ở cái cấp trực tiếp thực hiện giải pháp này thì bà có cái đề xuất gì hay không ạ? Hiện tại thì dự án dân chấm điểm thì đang ở trong cái giai đoạn đầu triển khai ở các cái địa phương. Do đó cái đối với cái cấp trực tiếp mà làm giống như bộ phận một cửa của các huyện thành phố chúng tôi ấy, thì cũng mong muốn phía ban quản lý dự án của đôn đốc làm việc với cái đơn vị mà cung cấp phần mềm một cửa cho các cái huyện thành phố thị xã, để rồi cái công ty mà cung cấp phần mềm này nó bổ sung chỉnh sửa các cái trường thông tin mà theo yêu cầu của phía dự án đề ra, để rồi chúng tôi mà trực tiếp là các cái cán bộ mà thụ lý hồ sơ có cái cơ sở để nhập các cái thông tin, các cái dữ liệu để phục vụ cho mục tiêu của dự án. Xin cảm ơn bạn. Thưa quý vị, dự án dân chấm điểm M-Score đang được triển khai ở tỉnh Quảng Trị, và đây cũng là địa phương đầu tiên mà dự án được thí điểm vào tháng 8 năm 2014. Mời quý vị và các vị khách mời chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn ghi nhận những hiệu quả mà dự án này đã đạt được tại tỉnh Quảng Trị. Quảng Trị là tỉnh đầu tiên của cả nước thí điểm dự án dân chấm điểm M-Score, triển khai từ tháng 8 năm 2014, chủ yếu tập trung đánh giá chất lượng phục vụ tài chính văn phòng một cửa của các huyện, thị xã, thành phố trên lĩnh vực đất đai. Sau 9 tháng thực hiện, qua khảo sát ý kiến của hơn 6.200 người dân, chiếm 56% số người đến giao dịch tài chính văn phòng một cửa, cho thấy dịch vụ tại các bộ phận này đã có tiến bộ, thời gian giải quyết được rút ngắn, giảm bớt số lần đi lại của người dân. Cụ thể, giảm từ 6,9 lần trong quý 4 năm 2014 xuống 1,4 lần trong 6 tháng đầu năm 2015. Tỷ lệ hồ sơ trả đúng và sớm hẹn tăng lên. Hai văn phòng một cửa có tỷ lệ đúng hẹn với người dân cao nhất trong 9 tháng là thị xã Quảng Trị với 94,5% và huyện Gio Linh với 89,3%. Ở khu phố 2, phường 1, thị xã Quảng Trị, gia đình ông Lê Văn Tuấn thường xuyên đến bộ phận một cửa để thực hiện các giao dịch, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai. Gần đây nhất, ông đến thực hiện làm thủ tục để tặng đất cho người thân cũng như thực hiện hợp đồng chuyển nhượng đất. Điều mà ông cảm thấy vui mừng, phấn khởi khi nhận được thông báo từ bộ phận một cửa là kết quả sớm hơn so với giới hạn. Lúc trước mình đến giao dịch đó, thì thời gian rất lâu, gọi là nhiều cái vô hạn. Và đến sau này ấy, thì phải nói đúng theo lịch trình. Có thể trước tôi nói có thể họ làm xong hồ sơ thì thậm chí cả cái anh nằm trong ban văn phòng ấy, họ điền. Họ thậm chí họ điền cho mình, cho người dân. Không phải chắc mình tôi, cũng bao nhiêu người nữa. Thực hiện chương trình dân chấm điểm M-Score thì hàng ngày thì coi như là chỉ đạo cán bộ công chức bộ phận một cửa là thường xuyên cập nhật vào buổi chiều hoặc vào sáng ngày mai. Theo như những cái số liệu mà được tiếp nhận và số liệu các hồ sơ được trả kết quả theo phiếu hẹn. Bên cạnh đó thì hàng tuần chúng tôi thường thường là họp để mà nắm lại, để đánh giá lại, thì qua đó để tăng cường công tác kiểm tra và giám sát và đôn đốc phối hợp với các cơ quan đơn vị chuyên môn là tăng cường những hồ sơ là sắp đến hẹn và những hồ sơ đã đến hẹn mà chưa xử lý là cần có sự là coi như là phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong vấn đề xử lý để cho kịp thời cho dân. Thực hiện sáng kiến dân chấm điểm M-Score, tính từ tháng 4 năm 2015 đến nay, bộ phận một cửa thị xã Quảng Trị đã giải quyết hơn 1.300 hồ sơ các loại. Việc giải quyết các hồ sơ đảm bảo đúng quy trình, đảm bảo đúng hẹn, sớm hẹn. Như vậy, dự án M-Score đã được triển khai ở tỉnh Quảng Trị được một năm, và chúng tôi tiếp tục trò chuyện với bà Nguyễn Thanh Yên. Những cái thuận lợi và khó khăn nào mà dự án dân chấm điểm cũng như tổ chức Oxfam đã có được cũng như gặp phải trong cái quá trình mình triển khai ở Quảng Trị ạ? Qua quá trình một năm thì tỉnh cũng đã nhìn nhận thực sự là cái việc nâng cao chất lượng phục vụ cũng như là hiện đại hóa các bộ phận một cửa, đó là một cái vấn đề cần thiết, và tỉnh cũng đã có những cái giải pháp thực sự rất là cụ thể để cải thiện cái chất lượng bộ phận một cửa. Còn về mặt khó khăn của dự án thì đặc biệt là bước đầu khi mà triển khai thì
cái vấn đề về vào sổ sách một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời gian thì cũng là một cái khó khăn bước đầu, bởi vì là các cán bộ một cửa thì họ cũng chưa hiểu được hoàn toàn cái hệ thống, cho nên là cái này thì cần cái sự giám sát rất là kỹ càng của bên đơn vị giám sát. Ngoài ra khi chúng tôi qua quá trình thực hiện hiện nay thì đã qua một năm thì cái tỷ lệ trả lời đã lên đến 87% là khá cao. Tuy nhiên thì vẫn còn một cái bộ phận nhỏ, những cái người dân mà họ vẫn còn e ngại là khi tham gia thì có ảnh hưởng gì đến cá nhân hay không, hay là khi mà hoặc là họ e ngại về cái mục đích, mục tiêu của dự án, thế cho nên là họ vẫn từ chối tham gia, một bộ phận không nhỏ thì vẫn từ chối tham gia. Vậy cái chúng tôi coi là cái công tác truyền thông là một cái công tác tối quan trọng để người dân có thể thực sự hiểu được cái ý nghĩa của dự án và ý nghĩa đối với chính bản thân họ khi họ tham gia vào dự án này. EMSCORE là một giải pháp thiết lập cơ chế cho người dân đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính. Vậy thì cái kết quả của EMSCORE sẽ được xử lý như thế nào, thưa bà Nguyễn Thị Thanh Hương? Với vai trò của mình thì Hội đồng Nhân dân sẽ sử dụng cái kết quả dân chấm điểm để làm cái nguồn thông tin và cái dữ liệu quan trọng, để cũng như là bằng chứng để mà thực hiện cái việc giám sát, việc đánh giá cái hoạt động của các cái cơ quan chuyên môn ở cấp huyện và cái kết quả việc thực hiện cái cải cách thủ tục hành chính ở các cái cơ quan này, ở các cái địa phương này, nhằm để nâng cao chất lượng phục vụ công và nâng cao cái hiệu lực quản lý của nhà nước. Vâng, xin cảm ơn bà. Và dự án dân chấm điểm EMSCORE sẽ được triển khai ở tỉnh Quảng Bình vào đầu tháng 1 năm 2016. Sự đồng hành của tổ chức Oxfam với tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới như thế nào? Vâng, Oxfam thì cam kết đồng hành cùng với dự án, và chúng tôi thì sẽ cái vai trò của Oxfam thì sẽ là kết nối các bên đối tác với đối tác bên tỉnh. Vai trò thứ hai là Oxfam sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho dự án. Oxfam cũng sẽ đóng vai trò là đơn vị giám sát đánh giá các cái hoạt động của dự án. Ngoài ra thì Oxfam cũng sẽ giúp Oxfam thì cũng sẽ tài trợ một phần các cái chi phí tài chính cho dự án. Và điểm cuối cùng, tổ chức Oxfam thì sẽ giúp kết nối và học hỏi với các cái tổ chức quốc tế mà cùng thực hiện những cái sáng kiến tương tự như thế này. Thưa quý vị, mục tiêu của dự án dân chấm điểm EMSCORE là nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các phòng chuyên môn của Ủy ban Nhân dân các cấp huyện và tăng cường năng lực hiệu quả giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, và góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Và hy vọng rằng với ý nghĩa thiết thực thì công cụ giám sát này sẽ nhận được phản hồi tích cực và mức độ tham gia tốt của người dân, có phần cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công, hoàn thành mục tiêu cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn năm 2011 đến năm 2020. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Cái dự án này là đánh giá cán bộ và chấm điểm thì tôi thấy là cái dự án đó là hoàn toàn phù hợp với dân. Người dân đã chấm điểm thì cũng đề nghị cấp trên là khi chấm điểm người dân chấm cao chấm thấp thì cũng tùy theo đó, thì cũng đề nghị cấp trên là phải có biện pháp xử lý. Qua cái dự án này thì bản thân của những người cán bộ làm ở trung tâm một cửa, chúng tôi sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm và sẽ cố gắng phục vụ nhân dân tốt hơn nữa.